về cho cha gửi lời thăm chị nha. Rồi con được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Trường Thắng ở Hà Tĩnh ạ, giáo phận Hà Tĩnh ạ. Con rất nhiều ơn, cho con năm ơn ạ. Thứ nhất. Ơn thứ nhất là con 30 năm bỏ Chúa. Con nay con bao nhiêu tuổi? Con 54 tuổi ạ. 54 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa là 24 tuổi anh ấy đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 30 năm bỏ Chúa con đã được ơn quay trở về? Thưa cha, là ở giáo xứ con giới thiệu cha Long ở Nhà Bè thì con tự con tìm vào ạ. Thì vào đây con dự thánh lễ của cha thì con nhận thấy lòng thương xót của Chúa. Thì con xin xưng tội và con chủ lễ ạ. Chúa thấy có đơn giản không? Quá đơn giản. 30 năm bỏ Chúa, ở giáo xứ có người ta giới thiệu, tự mình tìm đến và nghe giảng, rồi cuối cùng xưng tội, rước lễ quay trở về với Chúa. Nhưng, thưa anh chị em, không đơn giản chút nào. Thiên Chúa yêu thế gian, Thánh Gioan nói là yêu thế gian đã ban con một của Ngài xuống. Mà không phải chúng ta yêu Thiên Chúa, mà Thiên Chúa yêu chúng ta và đã lấy máu của Ngài, lấy mạng sống của Ngài đền thay tội lỗi của chúng ta. Cho nên ơn cứu độ tuôn trào, ơn cứu độ luôn sẵn sàng, lòng thương xót vẫn mở toang. Chỉ những ai chạy đến nương ẩn vào lòng thương xót của Ngài thì được ơn cứu độ. Đây là một người đã 30 năm bỏ Chúa và chạy đến nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Duy nhất lần đầu tiên tự mình tìm đến và được Chúa sờ chạm, Chúa chữa ngay cho cái giây phút ban đầu. Đó là một ơn vô cùng lớn, cho nên chúng ta phải hallelujah. Ơn thứ hai. Ơn thứ hai, thưa cha, con nói chuyện này là con là người thứ nhất đầu tiên trên thế giới được cái ơn đấy ạ. 12 tuổi con bị tai nạn cắt lách. Bụng con bây giờ vẫn còn vết thương không có lách. Nhưng khi con đến cha đặt tay cầu nguyện thì Chúa lại cho con cái lách đấy ạ. Đấy là bác sĩ giỏi, tiến sĩ Hạnh giỏi nhất bệnh viện 108 siêu âm cho con cách từ 2 năm là con ổ bụng không có lách. Vì... Không có lá lách. Vâng, tức là năm 12 tuổi thì anh đã bị mổ, bị tai nạn và dập lá lách, phải cắt bỏ cái lá lách ấy từ năm 12 tuổi. Còn năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Tức là... cách đây 2 năm, con năm 54 tuổi ạ. Vâng, cách đây 2 năm, tức là năm anh 52 tuổi. Tức là sau 12 tuổi thì không có lá lách. Sau 40 năm, tức là 52 tuổi, thì anh ấy đã đến đây, anh ấy cầu nguyện. Và cái điều lạ lùng là bác sĩ giỏi nhất 108 ạ. Tiến sĩ Hạnh giỏi nhất khoa hình ảnh của bệnh viện 108. Cách đây 2 năm bảo là con vẫn không có lách. Thì đây khi 2 tháng nay con siêu âm lại thì bác tiến sĩ Hạnh bảo là cái ổ bụng của anh tại sao lại có vết thương. Thì con bảo là ngày xưa bác sĩ đã nhìn thấy là ổ bụng tôi không có lách. Bây giờ bác sĩ lại hỏi thế, bác sĩ bảo là tiến sĩ bảo là anh nhớ nhầm. Nếu anh tôi sẽ chụp hình ảnh 3D cho anh nguyên cái lách của anh ở trong bụng để chứng minh anh là bụng anh không có việc gì cả, tức là con vẫn có lách. Đây, anh ấy còn cho chúng ta thấy vết thương cách đây là 40 năm, vết thương của anh ấy đây vẫn còn đây thưa anh chị em, là vết mổ cắt lách cách đây 40 năm vào lúc 12 tuổi, vẫn còn nguyên vết mổ. Và 40 năm thì người ta đã xét nghiệm nhiều lần và anh vẫn không có lá lách, mà anh đã đến đây và đi về. Và bác sĩ tiến sĩ Hạnh là giỏi nhất bệnh viện 108 đã siêu âm 3 chiều và nói rằng anh có lá lách mà tại sao anh vẫn bảo là anh không có. Anh ấy bảo là tôi đã cắt từ năm 12 tuổi, bảo không, bây giờ nó có. Chỉ có ai làm được điều đó? Chúa đã chạy lòng thương, thấy cái anh này không có lá lách 40 năm thì Chúa. Thấy cái ông bác sĩ đó không tin thì Chúa. Cái ơn là cho cái ông bác sĩ đó, thưa anh chị em. Để ông bác sĩ đó là người dĩ nhiên là không tin Chúa, mà ông phải xác nhận một điều đó là có thật. Và ông cũng phải xác nhận một điều đó là hồi xưa nó không có, chứ không phải là chuyện mơ hồ. Đó là ơn mà anh bảo đúng là người độc nhất trên thế giới này có được cái ơn này. Rồi ơn kế tiếp.
Ơn kế tiếp là con xin kể ơn của cha quản nhiệm con cũ ạ, Đức cha Francisco Đinh Văn Quỳnh, bây giờ cha quản ở giáo xứ Cờ Lo. Từ khi biết con được ơn trở lại thì cha điện cho con là chúc mừng. Thì cha bảo là bây giờ anh xin cha Long gặp để cho tôi xin ơn. Thì con nói với cha Quỳnh là cha Long không gặp bất kể một ai, thì cha xin ơn gì để khấn, để con khấn, con bảo con xin khấn cho. Thì cha nhờ con khấn, thì con bỏ vào thùng khấn. 2 tuần sau cha bảo là ơn anh xin cho tôi nhờ ở cha Long với cộng đoàn lòng thương xót đã được ơn. Tức là em gái của cha ở bên Mỹ ấy, là vướng mắc về hồ sơ giấy tờ đã được hoàn tất. Cha bảo là anh lúc nào anh vào anh nhờ anh cảm ơn cha, tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu xin cho. Còn rất nhiều ơn, một ơn nữa là vợ con 35 năm bị thiếu máu não với lại là mất ngủ, thì vào đây lần đầu tiên vào cách đây 6 tháng cha đặt tay, rồi là cái bệnh đấy là mất hẳn, cái bệnh thiếu máu não ạ. Bây giờ coi như là một ngày con phải uống 6 viên thuốc ngủ, mỗi lần con mua 100 viên, ngày 6 viên. Nhưng mà từ khi cha sờ chạm ơn Chúa nên là vứt hết cả một cái vỉ thuốc ngủ 100 viên này ạ, không cần dùng nữa. Là cái thiếu máu não cũng hết luôn ạ. Hallelujah. Dạy rất nhiều, con cửa một ơn nữa là từ khi con vào đây, vợ con đã là mua hơn 50 cái máy về phát với là sách ảnh in ra, thì tất cả những người bà con bên nhà con là tất cả đều quay lại đạo. Những người 40 năm có 30, 20 năm tức là phải quay ra về với Chúa hết ạ. Vì nhờ cái sách ảnh với máy con đưa về với những người ở ngoài là cũng rất nhiều người, người ta mang ơn lòng thương xót Chúa. Chúng ta nghe thấy anh kể, tôi nghĩ là nguyên một mình anh chỉ kể một ơn không đã đủ. Đã quá thấy rằng Chúa là đấng rất, là đấng rất, là đấng luôn, là đấng giàu lòng. Thưa anh chị em, cứ nghĩ đi, một người 30 năm bỏ Chúa, vậy mà Chúa cho anh ấy trở lại đúng một lần duy nhất anh ấy vào đây, ai làm được? Một người 40 năm không có lá lách mà lại có lại, ai làm được? Một người bao nhiêu năm mất ngủ và 30 năm mất ngủ, 30 năm đau đầu, 30 năm mất ngủ, là người vợ của anh cũng chỉ một lần vào đây mà bây giờ đã ngủ trở lại được và không còn đau đầu. Và một linh mục là cha quản nhiệm của anh ấy mà lại nhờ anh ấy là vào đây nhờ một linh mục khác cầu nguyện cho ý của mình, là cho em gái của mình. Cho thấy nguyên cái việc một linh mục mà khiêm tốn tin tưởng mà nhờ một cái giáo dân đến nói với một linh mục khác, đó là cái ơn lớn lắm. Cảm ơn cha quản nhiệm của anh rất là nhiều. Tôi xin phép được gửi cho cha đó nha. Bảo là đây cha Long gửi lời cảm ơn cha. Đây gửi tặng cho cha một cái máy và một cái móc, cái đề can Đức Mẹ và Chúa Giêsu, rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, nói với Ngài là đây là những món quà mà những người đến đây lãnh nhận được. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, xin gửi cho cha ấy. Và đây là một lộc xuân, tôi rút giùm cho cha ấy nha, lộc xuân lòng thương xót mà anh chị em sẽ lãnh nhận được mỗi ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng này. Tại vì chỉ còn có một tháng nữa là Tết, mà có một số anh chị em sợ Tết không đến đây được, thì mỗi chiều thứ Bảy và chiều Chủ nhật từ bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em đến đây đặt tay lộc xuân. Rồi đêm giao thừa chúng ta có lễ lúc 7 giờ tối cũng lãnh lộc xuân và lãnh lì xì. Rồi 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 chúng ta hành hương lòng thương xót Chúa, lúc 3 giờ đặt tay và 5 giờ chiều cũng có thánh lễ để anh chị em đến đây hành hương lòng thương xót Chúa, nhận được bình an trong năm mới và lãnh lộc xuân. Và đấy là móc khóa, có chưa? Rồi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Những món quà này xin được gửi tặng đến cho, và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa gửi cho Ngài để Ngài đặt trên bàn văn phòng của Ngài, nói cho tôi kính lời thăm cha và xin cha cầu nguyện cho tôi nha. Rồi, mời anh. Dạ, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn.